cả thu này là chương trình lớn tại siêu thị điện máy. Đưa tất cả điều hòa với máy xe ấy đây. Hello anh em. Tất cả ngày hôm nay chương trình đặc biệt của siêu thị điện máy lớn nhất miền Bắc luôn, người ta xả hàng mọi người nhé. Em đang có tại trung tâm điện máy ạ. Mời mọi người vào nhận quà nhá mọi người ơi. Đây, em quay cho mọi người này. Hello mọi người, hello tất cả các chị yêu ở đây. Các chị ơi, hôm nay là em có chương trình đặc biệt luôn cả nhà mình nhá. Người ta thu hồi vốn xả hết toàn bộ, nào là máy xay, máy ép, rồi ghế, tủ lạnh, tivi rẻ cực kỳ. Các chị xem ôm được cái gì thì ôm nhá mọi người nhá. Được chưa? Rẻ lắm luôn. Em cứ gọi là cả cúng cuống lên rồi mọi người ạ. Tại vì hôm nay nó cái chương trình nó có 102 thôi mọi người nhá. Thế nên là mọi người thả tim cho em cái, trời ơi cứ cuống hết cả lên rồi. À mà tất cả hôm nay là bếp từ bếp ga hay là những cái này này. Cả nhà mình ơi, cho em xin là chia sẻ này. Cả nhà mình ơi, này xịn lắm luôn, nhưng này thanh lý có 15.000 đồng thôi nhá mọi người nhá. Thế nên là tất cả các chị vào ngày hôm nay cho em xin một nút chia sẻ, để cho em lên nhanh cho mọi người, để cho lên nhanh, tại vì cố gắng thật nhanh lên. Đấy là em vừa nhận được thông tin cái này, em vội quá không kịp gì luôn mọi người ạ, không kịp gì luôn. Cái này bộ pha trà chị cắm bằng điện, bộ pha trà cắm bằng điện có 15.000 đồng thôi nhá mọi người. Cố gắng ngày hôm nay cho em xin nút chia sẻ, thả tim thả like thật nhiệt tình nên em ơi, bảo chia cho em ơi. Đây em quay cho mọi người, thích lấy gì thì lấy nhá, thích lấy gì thì lấy mọi người ơi, đức từ đôi nhiều kinh khủng luôn mọi người ạ. Nhá mọi người nhá, tại trung tâm siêu thị điện máy lớn nhất miền Bắc luôn, người ta thanh lý dọn kho để gọi kiểu như nào thu hồi vốn. Năm nay kiểu kinh tế nó khó khăn ý mọi người, kinh tế nó quá khó khăn cho nên các bác ơi thả tim, quên tấm mà giờ ui Dung ơi là Dung các bác dạy dặn rồi là rồi, ok chưa đấy các bác, nên là rồi ôi quá rồi rồi mọi người ơi. Mọi người ơi, bây giờ như này cho em xin nút chia sẻ, em quay cam cho mọi người luôn này, em quay cam luôn cho mọi người nhá. Mọi người ơi, cho em xin nút chia sẻ nào, thả tim thả like cho em cái nào. Thả tim thả like, sao cái này chưa quay được vậy? Ôi dồi ôi các bác ơi, thả tim thả like cho em cái nào. Trời ơi, cái này sao chưa quay được? Ui dồi ôi, đây chết rồi, đây các chị ơi. Thả tim thả like đây. Chị yêu nào nấy tivi, nấy tủ lạnh các chị ơi. Bàn là các chị ơi, riêng bàn là ngày hôm nay, được chưa? Bàn ủi này các chị ơi, rẻ cực kỳ. Tất cả đây các chị ơi, cây nóng lạnh các chị lên đơn cho em ạ. Bình thủy kèm số điện thoại cho em mọi người ơi. Bình thủy Dung ơi. Bình thủy kèm đây, bỏ ra bình thủy kèm số điện thoại. Tất cả các chị ơi vào đơn luôn hộ em nhá. Bình thủy này 30.000 đồng một cái. Bây giờ người ta có từng này cái, có tầm khoảng vài chục cái này, không có hơn chục cái thôi. Bình thủy có hơn một chục cái này, tặng 30.000 đồng này còn miễn cước luôn. Bình thủy kèm số điện thoại hộ em nhá. Bình thủy vào đơn ngay. Các chị ơi về ngay dọn ngay, riêng con này có chục cái thôi, nhanh tay nhá. Tại vì đây là buổi đầu tiên để xả hàng cho nên chúng ta tranh thủ nhá. Comment bình thủy ạ, vừa nóng vừa lạnh cho em ạ, đẹp cực kỳ luôn ạ. Bình thủy không chọn, cứ 30.000 một cái miễn ship em ơi. Bình thủy kèm số điện thoại em ơi, nhanh tiếp anh em. Bình thủy kèm số điện thoại vào đơn, máy xay sinh tố đây em ơi. Máy xay sinh tố con này các chị ơi. Bây giờ máy xay sinh tố này là hàng zip lại, hàng Philip này. Hàng Philip 50.000 đồng. Máy xay sinh tố hàng của hãng luôn Philip luôn, 50.000 đồng. Đấy, đưa lên giơ lên. Giơ lên đấy các chị ơi, tất cả ngày hôm nay là xả hết nhá. Máy xay sinh tố của hãng luôn. Mọi người ơi, 50.000 đồng. Em chưa bao giờ em thấy cái hàng nào mà nó rẻ như thế này được cho. Máy xay sinh tố 50.000 đồng. Rồi ok chưa? Máy cầm tay ạ, 20.000 đồng ạ. Máy cầm tay 20.000 đồng. Vào đơn nhanh mọi người nhá. Vào đơn nhanh ạ. Cho em xin 1 tỷ nút thả tim nhanh lên mọi người ơi. Hôm nay là giải cứu kho điện máy, trung tâm điện máy siêu thị lớn nhất miền Bắc luôn mọi người ơi. Chị nào lấy máy xay sinh tố comment là máy xay sinh tố chuẩn hãng bảo hành đây này. Giá của nó 1.550.000 đồng, giờ bán có mấy chục nghìn đồng đây. Giá hơn 1 triệu luôn mọi người ơi. Nhưng bây giờ chưa đến 100.000 đồng. Tiếp tục ạ, bình thủy đây chị ơi. Bình thủy này là 1 triệu tư ạ. 1 triệu tư bán 30.000 đồng đây, các chị nhìn thấy chưa ạ? Bình thủy 1 triệu tư, nhìn thấy chưa? Nhìn giá chưa ạ? 1 triệu tư bán 30.000 đồng. Tất cả cái nào rẻ nhất là 1 triệu 2. Bình thủy cái nào rẻ nhất là 1 triệu 2, giờ bán có 30.000 đồng thôi. Mọi người ơi, cái này con này 1 triệu 8 cơ. Con này 1 triệu 8 bán đều đồng giá 30.000 đồng hết nhá. Không chọn, cứ đồng giá 30.000 đồng, người ta thu kho rồi mọi người ơi. Giải phóng kho hàng. Được chưa mọi người, lên đơn ạ. Ôi giời ế quá các chị ơi. Các chị comment là máy xay ạ. Máy là máy xay ạ, máy làm sữa hạt ạ. Máy làm sữa hạt 1 triệu 9 ạ. 1 triệu 9 xả mọi người 100.000 đồng. Máy làm sữa hạt nhá, 1 triệu 9 xả 100.000 đồng. Cả nhà mình lên đơn ạ. Đây Dung đưa chị em ơi hai kiểu đi. Máy làm sữa hạt có hai kiểu nhá. Có hai kiểu, đưa hai kiểu, kiểu bên trong nữa các em ơi. Máy làm sữa hạt ạ. Đây. À, được chưa? Đây mọi người ơi. Máy làm sữa hạt ạ. Trời ơi 100.000 đồng con kia đấy, con đấy. Hai con luôn. Hai con đấy là nhiều nhất, là số lượng nhiều đấy. Máy làm sữa hạt ạ. Ôi giời ơi, bảo con Nga bảo bốc sao lại bốc mãi không ấy vậy. Rồi ơi, bảo là dạng vậy mà không làm nào mà. Cái Nga ấy.
Rồi ok, chị comment là máy làm sữa hạt dặn như vậy mà không làm luôn. Rồi ok chưa? Máy làm sữa hạt à, kèm số điện thoại cho em ạ. Đây là 1 triệu, ok, cái này 1.8 triệu ạ. Cái này 1.9 triệu, cái này 2.21 triệu. Nhớ chưa? 100.000 đồng cho em. Dành cho khách hàng chia sẻ live stream. Bốc chưa? Ok chưa? Nên đơn cho em luôn này. Trời ơi khổ, nó làm từ nay dặn dặn đi dặn lại rồi mà nó không à. Các chị comment tủ sấy này, tập trung vào đi em ơi, tủ sấy ạ. 90.000 đồng cho em tủ sấy nha, tủ sấy quần áo cho em. Nhớ chưa? Điều hòa các chị ơi, ai lấy điều hòa các chị comment điều hòa rẻ lắm các chị ơi, điều hòa rẻ cực kỳ luôn ạ. Ai lấy tủ sấy các chị comment tủ sấy cho em ạ. Giá man rẻ kinh khủng luôn các chị ơi. Đưa máy là nên đơn cho em ạ. Ủa biết từ nữa các chị ơi này. Cả nhà mình ấm này, em thề luôn cả nhà mình bảo bốc chưa? Rồi ôn làm gì có đâu. Ok chưa? Dặn từ nãy giờ rồi rồi. À các bạn nên đơn cho em luôn này, ai lấy ủa ấm rẻ biết từ xin nói rẻ kinh khủng luôn các chị nhìn này. 50.000 đồng các chị gái ơi, 50.000 đồng vào đơn cho em ạ, 50k kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Nồi này các chị ơi, bộ nồi kèm số điện thoại. Cả nhà mình ơi comment là gì ạ? Nồi, nồi kèm ấm à? Nồi kèm ấm 20.000 đồng cho em ạ. 20.000 đồng quá là rẻ luôn ạ. Mỗi bác đi ngang cho em xin nút chia sẻ mọi người nhá. Nồi luộc gà 30.000 đồng. Nồi luộc gà to to nhỏ nhỏ này 30.000 đồng hết cho em. Được chưa? Rồi các chị vào đơn mã là nồi luộc gà. Vào đơn cho em mã nồi luộc gà kèm số điện thoại cho em. Chị nào chia sẻ 3 lần thả tim thả like có đơn nhá. Đưa cái máy của chị đây, chị bật máy cho chị ạ. Nồi luộc gà đưa máy tính đây. Nồi luộc máy của chị đi. Nồi luộc gà ấm sắc thuốc em ơi, cầm cái ấm này đi, cầm ấm này kèm. Ấm sắc thuốc ạ, 20.000 đồng ạ. Ấm thuốc nhá. Ấm thuốc 20.000 đồng cho em ạ. Ui giời ơi nó rẻ các chị ơi. Đây là siêu thị, em đang đứng tại trung tâm siêu thị điện máy người ta thanh lý ạ. Cả nhà mình ơi đây ạ. Nồi áp suất là 20.000 đồng ạ. Ấm các chị ơi, bật máy chị ạ. Ấm kèm số điện thoại cho em với cho em xin nút chia sẻ này. Ui giời ơi bếp nướng đây chị ơi. Bếp nướng các chị comment là Dung ơi ra lại bếp nướng đi. Bếp nướng bán tặng cho các chị nhá. Nên đơn bếp nướng mà kèm theo số điện thoại. Kỷ niệm cả nhà mình ngày hôm nay này. U là rồi ạ, chết đôi rồi. 20.000 đồng xả mấy chục chị ơi. 30.000 đồng bếp nướng ạ. 30.000 đồng. Bếp nướng là hơn 500 xả 30.000 đồng. Các chị ơi vào luôn tại vì hôm nay là buổi đầu tiên em sale. Buổi đầu tiên em đứng tại trung tâm điện máy ạ. Được chưa? Em vừa nghe thì tin xong đáng lẽ là hôm qua cơ. Nhưng mà không đi được. Ok chưa? Nào ui giời ấm này Dung ơi, Dung cầm cầm này. Ui giời ơi xịn chưa này? Các chị comment cho em luôn này. Ui cái này 20.000 đồng cho em ạ. Con này con gì đây? Con này con gì mình thích có này, 650 đi, ghi 650 đây. Bảo hành 12 tháng con này. Con nồi áp suất à? Nồi áp suất đỏ cầm bên đi bên ra kìa. Nồi áp suất đỏ cho em bạn biết ạ. Nồi áp suất đỏ và kèm theo số điện thoại. Cả nhà mình ơi tranh thủ ngày hôm nay nhá. Tranh thủ ngày hôm nay ạ. Các bác lên đơn tranh thủ luôn cho em ngày hôm nay, xả hết các chị ngày nay đưa vào đây. Nên đơn cho em ơi vào đây. Nên đơn cho em ạ, biết từ đôi đây các chị ơi. Hả? Cả nhà mình ơi toàn bán có 10.000, 20.000 đồng, 30.000 đồng thôi. Đưa cho máy tính đây, máy sấy tóc cũng xả hết ạ, biết từ đôi đây các chị ơi. Xả toàn bộ luôn cả nhà mình nhá. Cho em xin nút chia sẻ nào. Cho em xin nút chia sẻ cả. Ui dồi ôi các chị ơi, ghế massage này, máy chạy bộ 350 à? Nó bảo 550. Máy chạy bộ thôi 300 đi. Máy chạy bộ này 1 triệu 3 này bán 300.000 đồng. Máy chạy bộ kèm số điện thoại. Máy chạy bộ nhá hả? 1 triệu 3 hả? 13 triệu. À 13 triệu à? Ôi trời ơi. Máy chạy bộ 13 triệu. Mà bây giờ bán bao nhiêu 1 triệu 3? Máy chạy bộ các chị ơi. Rồi ôi máy chạy bộ còn 3 cái nhá. Còn 3 cái máy chạy bộ cho nốt cả nhà mình. Rồi cho em xin nút chia sẻ luôn cả máy chị bao nhiêu đây. Máy chạy bộ chị nào lấy máy chạy bộ comment máy chạy bộ nhá. Ai lấy máy chạy bộ comment máy chạy bộ em cẩn thận cắm bạc cái cam rồi. Ui giời ơi, khổ ghê cái này. Các bác ơi, nó có... Rồi cảm ơn mọi người, đây 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 mọi người ơi. Các chị vào đơn luôn hộ em, tất cả thả tim thả like cho em cái nào. Thả tim thả like cho em cái ạ. Chia sẻ cho em phát ạ. Trời ơi rẻ kinh khủng chị ơi, máy chạy bộ này. Máy chạy bộ 13 triệu bán luôn, 1.3 triệu luôn. Ok chưa? Các chị ơi vào đơn luôn này. Tất cả các chị ơi vào đơn luôn hộ em này. Ấm pha trà các chị comment là bình trà. Bình trà, ui dồi rẻ dã man ạ. 15.000 đồng. Bình trà 15.000 đồng xin kính bổ canh này. Tập trung vào cứng đơn ra thôi. Nên đơn bàn ủi ạ, bàn là cầm tay ạ. Bàn là cầm tay cho nặng 10.000 đồng ạ. Bàn là cầm tay 10.000 đồng cứ thả tim là có đơn nhá. Nhớ nhá, vì hôm nay là buổi đầu tiên nó còn nhiều số lượng để các chị chốt ạ. Hôm nay là buổi đầu tiên có nhiều số lượng các chị chốt các chị ơi. Cái này em đang đứng tại trung tâm điện máy người ta xả hàng của được chưa? Thu hồi vốn các chị ơi. Nên đơn là nghỉ ạ. Các bác luôn bàn là kèm số lại cho nặng. Ui giời ơi, nồi đa năng em ơi. Nồi đa năng này. Con này nồi đa năng này chị ơi. 50.000 đồng các chị ơi. Nồi đa năng các chị về mà ăn làm cái gì chiên xào đám đều được ạ. Đây ạ, giá của nó đây ạ. Giá của nó là 999.000 đồng. Tức là 1 triệu ạ. 1 triệu mà có 50.000 đồng ngày hôm nay chị ơi. Nhanh tay ạ, mỗi thứ còn 2 cái nhá. Được chưa? Rồi robot siêu to khổng lồ. Robot để mấy triệu? Robot siêu to khổng lồ. Ui dồi con robot này 5 triệu 2. Con này 5 triệu 2 bán có 90.000 đồng thôi. Con này robot siêu to ạ. Con này robot siêu to, to lắm luôn trời ơi. Con này là một trời giá đây này. 5 triệu 2 một con robot này. Tặng luôn cho các chị 190.000 đồng đi. Robot siêu to khổng lồ. Cứ chị nào chia sẻ rồi mà cho đơn nha. Mày có quà không đồng ạ. À, máy hút bụi ạ. Máy hút bụi ạ được chưa ạ. 100.000 đồng thôi. 80k đồng này.
máy hút mỗi thứ 70.000 đồng đi. 70k con này, máy hút mỗi 70k. Máy hút trời ơi vẻ nắm mọi người vào lấy đi. Em đã bảo lần đầu tiên em đứng tại siêu thị. Ôi trời, các chị bình tĩnh ạ. À, em cuống lên rồi. Cái máy tính ế này, máy tính ế ạ. À, máy tính ế này còn 3 cái đọc tên luôn nhá. Máy tính ế này, máy tính bị ế được chưa? 90.000 đồng cho em ạ, à, được chưa? Máy tính này nó hơi bụi tí ạ. À, hơi bụi vẫn bảo hành cho mọi người còn 3 cái ạ. À, còn 3 cái máy tính này nhá. Chị nào này, yêu ơi, em cuống lên rồi mọi người ơi. Máy tính em đọc tên luôn nhá. Em đọc tên máy tính thôi ạ. À, máy tính cho chị Thanh Mai ạ. À, máy tính cho chị Thu Thủy, ok. Nồi đa năng có 1 cái thôi ạ. À, nồi bộ đa năng cho chị Trường Toàn ạ. À, nồi đa năng cho chị Thanh Thảo, ok. À, có 2 cái ạ. À, ok chị gái luôn ạ. À, nồi luộc gà, nồi luộc gà cho chị Mai Trang em ơi. Rồi ok, tất đem đâu là bình thủy em ơi. Cái bình thủy này chốt nốt này. Bình thủy 30.000 đồng. Bình thủy 30.000 đồng, cái này 1 triệu mấy đây. 1 triệu 200 một triệu mấy đây, không mắt mắt không nhìn thấy 1.3 sao ấy. Các chị ơi bình thủy ạ, à, được chưa? 30.000 đồng, 30.000 đồng bình thủy. Chị ơi giải cứu kho hàng ở siêu thị ạ, à, giải cứu kho hàng ở siêu thị lớn nhất miền Bắc luôn. Nên luôn ạ, à, các chị comment bình thủy 30.000 đồng, bình thủy 30.000 đồng, Dung nhìn bấm giờ chị đây này, bình thủy 30.000 đồng dã man chưa? Rồi bình thủy em cho đọc tên luôn nhá, đọc tên luôn ạ, à, chị Thu Thủy bình thủy ạ, à, à, chị Yến Trần có đơn ạ, à, chị Lê Dung có đơn ạ, à, chị Huy Hoàng có đơn ạ, à, bình thủy còn một cái nữa, rồi cho chị Tràng An hết bình thủy luôn, ok chưa? Tiếp tục em ơi, nên đơn cho em ạ, à, nồi, nồi trong, các chị có thể xả nỗ kèm thoáng đoạn em ơi, xả nỗ đây đây đây, họ bấm này, các chị ơi, thề luôn cả nhà mình cái này các đứa đây đưa tất cả đây, các chị có thể xả nỗ kèm xuống đoạn, mỗi chị lấy một cái này có 1.000 cái ạ, à, con này của nó bán là 650 ạ, à, xả nỗ kèm xuống đoạn, được chưa, 59.000 đồng, mỗi người lấy 2 cái thôi, cái này có 1.000 cái nhá, các bạn xả nỗ ạ, 59k. Cái này 650 này, được chưa? 59.000 đồng. Xin mời các chị vào đơn ạ. Hôm nay xẻ quá. Các chị ơi, xả lỗ kèm số loại bình thủy có 3 cái đọc tên rồi nhá. Nên luôn cho em là xả lỗ ạ. 59.000 đồng. Em thề luôn không lấy nhanh không còn đâu. Không lấy nhanh là không còn. 59.000 đồng. Đây ạ, có cả cái này nữa mọi người. Nó toàn bán đây này. Cái này của nó rẻ nhất của nó làm 900.000 đồng này. Được chưa? Xả lỗ 59k vào đơn này 2 cái được. Lấy không cho, lấy 2 cái được. Ok chưa? Lấy 2 cái 2 triệu. Ok chưa? Nên đơn cho em ạ, xả lỗ kèm xuống đoạn nghe em ơi, tiếp tiếp. Nên đơn cho em ạ, để khẩu trang đi em ơi ạ. Khẩu trang cũng cho luôn trả em ơi. Cho tất cả trả lộn xộn đi em ơi. Nên đơn xả lỗ bê hết các cái trả lộn xộn đằng kia cho chị đây. Nên đơn xả 2 này. Bên trả xanh có bao nhiêu vậy? Có, nên đơn cho em ạ, khẩu trang. Khẩu trang này, hủ dối tư tư. Tất cả cho hết luôn. Tất cả cho hết, cứ nên đơn là có. Khẩu trang còn 2.000 thùng nữa. Còn 2.000 thùng tặng luôn ạ, 2.000 đồng. Khẩu trang, các chị lấy 10 thùng cho em. Khẩu trang bình thường bán 100.000 giờ bán có 20k thôi. Ui dồi ôi, rẻ lắm ta chơi khẩu trang. Nhanh tay của em là khẩu trang 20.000 đồng nhá. Không nói nhiều, em lên nhanh mọi người ơi. Khẩu trang bình thường là bán 100 giờ bán có 20k thôi. Khẩu trang 100 cái luôn nhá. 100 cái khẩu trang có 20.000 em ơi, tiếp đi em ơi. Khẩu trang, tiếp đi em ơi. Khẩu trang kèm phụ loại 20.000 đồng. Khăn tắm ạ, à, khăn tắm 19.000 đồng cho em. Khăn tắm 19k bỏ xuống em ơi, nhanh. Em lên nhanh này, ui dồi ôi, view đó. Ui dồi ôi, view kìa, nên ơi. Các chị ơi, view dã man thế. Rồi ơi, nhanh tay ạ, à, các chị ơi. Nên đơn cho khăn tắm 19.000 đồng không chọn. Các chị lấy bao nhiêu thì lấy, khăn tắm 10, nhanh lên. Nhanh lên rồi ơi, khăn tắm 19.000 đồng. Khẩn trương lên, rồi tiếp lên bật lên ơi. Đèn năng lượng em ơi, chịu trời. Cái đèn năng lượng này cực kỳ đỉnh cao mọi người ơi. Đèn năng lượng mặt trời ạ, à, ở đây đang bán là 250 ạ, à. Đèn năng lượng mặt trời ạ, à, đây này. Trời tối, ôi dồi, bật lên rồi, bật lên. Đèn năng lượng mặt trời, các chị lấy 10 cái đi ạ, à. Ôi dồi ôi, cái này là dùng cho khách sạn, những cái căn nhà villa ấy. Đèn năng lượng mặt trời ạ, à, ở đây đang bán 280 đúng không? 280.000 đồng, đèn năng lượng mặt trời 99.000 đồng, mua một cái cho một cái luôn. Các chị lấy 10 cái nhanh ạ. Riêng con này này, cứ trời tối là sáng, trời sáng là nó lại tắt đi. Cái này là cảm ứng biến nhá. Cứ trời tối tầm 6 giờ tối, 7 giờ tối là nó sáng lên. Được chưa? Còn trời sáng thì nó lại tắt. Được chưa? Cái này không mất 1.000 tiền điện nào. Đèn năng lượng mặt trời. Chị ơi ạ, à, ở hiện tại đang bán ở trung tâm siêu thị này 280 một cái. Giờ bán 99.000 đồng, mua một cái tặng một cái. Các chị lấy 4 cái nhá. Chị Thanh Dung lấy 10 cái à. Lên đơn đèn năng lượng mà kèm theo xuống đoạn. Chị ơi, cái này không mất 1.000 tiền điện nào. Cái này các chị treo ở nhà các chị biết rồi, nó vừa sang vừa xịn. Đèn năng lượng mặt trời chị Thu Thủy thích lắm em ơi ạ. À, à chị ạ, à, Cherry lấy 4 cái đèn năng lượng, ok. Chị Hoàng Quyên lấy 15 cái đèn năng lượng luôn ạ. Đèn năng lượng là bán 280. Ngày hôm nay tại trung tâm siêu thị thanh lý cho mọi người với giá 99.000 đồng. Mua một cái, tặng một cái em ơi. Được chưa? Các chị vào đơn ngay, em đọc tên này. Em đọc tên những người có đèn năng lượng. Các chị ơi, đèn... Từ từ, bây giờ mới là bước đầu tiên, chưa mới có mấy mã, có 5.000 mã cơ. Đèn năng lượng cho chị 40 cái à? À 4 cái luôn ạ. À. Ok chị, ôi, cứ tầm khoảng 6 giờ tối là nó sáng lên. Trời sáng thì nó lại tắt đi. Nếu như các chị muốn nó sáng cả ngày, lấy cái giấy bịt vào đây nhá.
Nếu chúng ta muốn nó sáng cả ngày thì các chị lấy cái giấy bịt vào đây ạ. 99 đồng mua một cái ạ, tặng một cái. Trời ơi, cái này là chuyên dùng ở khách sạn villa đấy ạ, trong những cái nhà căn nhà gọi là biệt thự ấy chị. Đó, người ta đang bán 280 này. Thanh lý 99k cho chị 4 cái, cho em số điện thoại. Để lại số điện thoại là có đơn mọi người nhá. Chị Trần Tơ 4 cái có đơn ạ. À, chị Phương Hoài 6 cái đèn năng lượng, chị lấy 10 cái luôn ạ. Chị ơi, cái này là chuyên dùng ở khách sạn villa ấy, những cái căn nhà villa đấy chị. Đó, nó lớn ấy chị này, mà bán 280 mà bây giờ bán 99k mua một tặng một ạ. Đồ cái này có cái chị ơi, tranh thủ ạ, tranh thủ. À, chị Đặng Tú có đơn ạ. Chị Mỹ Linh có đơn, xa một tí gần quá không nhìn thấy gì. Ok chưa? Nào, bây giờ các chị coi đèn năng lượng Mỹ Linh có đơn ok chị gái luôn ạ. Lê Thủy có đơn ok chị gái luôn ạ. Rồi chị nào đây một số đèn năng lượng kìa. Mai Vũ có đơn ok chị ạ. 99.000 đồng này. Trời tối thì các chị cứ tầm 6-7 giờ tối là nó tự sáng lên, và cứ trời sáng là nó tắt đi. Ok, có nồi cơm, nhiều nồi cơm kinh khủng luôn mọi người ơi. Nên đơn cho em ạ, đèn năng lượng mà kèm theo số điện thoại qua mã em ơi. Qua mã nhá. Ui giời ơi chị ơi này, em cho mỗi chị một chai sữa tắm của Pháp này. Sữa tắm siêu chuẩn ạ, sữa tắm chuẩn hàng cho em ạ. Con này cực kỳ đỉnh cao 240. Nhưng bây giờ thanh lý tại siêu thị mọi người, em đang đứng tại trung tâm thương mại ạ. Nhớ chưa? Các chị coi này, sữa tắm hàng và kèm theo số điện thoại. Sữa tắm này không thơm 240. Nó bảo là nó nhiều 240 hả? 290.000 chứ chị. Các chị ơi, 290.000 đồng sữa tắm chuẩn hàm và kèm theo số điện thoại. 290 em cho mọi người này, em cho không đồng ạ. Nên đơn sữa tắm chuẩn hàm, không nói nhiều, chị nào chia sẻ có quà 99.000 đồng cho em, giảm luôn 200.000 đồng cho em ạ. Sữa tắm chuẩn hàm và kèm theo số điện thoại 99.000 đồng một chai. Trời, để năng lượng kìa, để năng lượng toàn lấy 4 cái với 10 cái thôi. Nên đơn sữa tắm chuẩn hàm và kèm theo số điện thoại 99k một chai, tặng một chai không đồng, được chưa? Nhớ nhá. Riêng sữa tắm này em nhận đơn chỉ có 30 chị thôi. Nhớ chưa, máy tính bị ế hết rồi, đặt tên lại 2 cái thôi. Nên đơn cho em là sữa tắm chuẩn hàng, thôi cho 2 chai không đồng. Ngày hôm nay tất cả chị nào vào đơn, em chốt đơn cho 30 chị được tặng 2 chai không đồng. Chơi 290 ạ. Em không nói được việc, cái này em đang đứng tại trung tâm siêu, trung tâm thương mại lớn nhất luôn. Em tặng mọi người 99.000 đồng một chai, cho 2 chai không đồng. Cái này chốt được có 30 chị thôi. Đây là dòng sữa tắm siêu thơm của hàng. Nhớ chưa? Lên đơn cho bạn sữa tắm và kèm theo số điện thoại, nhận đơn cả nhà mình qua mã em ơi, tiếp em. Lên đơn, sữa tắm kèm số điện thoại cứ vào đơn ạ. Rồi chị Hà Hương có đơn ok tặng 2 chai ạ. À chị ạ, à, Huỳnh Hồng có đơn ok, chị Ru Suli có đơn ok, Hoa Nguyễn có đơn ok. 99.000 đồng một chai tặng 2 chai không đồng luôn ạ. Cứ vào đơn ạ. Vào đơn là có đơn nhá. Cho em số điện thoại các chị ơi, để lại số điện thoại. Suli có đơn ok, chị Báo có đơn ok, Hồng Gai có đơn ok chị yêu. Lên đơn sữa tắm ok chuẩn hàng nội địa của hàng. Không chuẩn không lấy tiền, từ từ. Bình tĩnh nha em ơi. Sữa tắm cho chị Hoa Hồng Gai có đơn ạ. Kìa. Các chị đông người thế. Đông người quá không đủ rồi. Không đủ rồi. Chỉ có 30 suất thôi. Đông người quá các chị ơi. Hoa Hồng Gai có đơn, như chị Sen có đơn là cho chị sữa tắm à. Ôi giời ơi các chị ơi, thủa bé đến thủa lớn ạ. Đời em một lần ạ. Đời em có đúng một lần đến tại trung tâm thương mại thôi. Mà sao đông người thế này mọi người. Tôi bán đơn này, sữa tắm này các chị ơi, lên đơn sữa tắm ạ. Sữa tắm cho chị Hồng Thanh, cho em số điện thoại. Không có số điện thoại không có đơn đâu. Các chị đặt hàng cho em số điện thoại nhá. Em đọc tên là Mai Vũ có đơn, sữa tắm có đơn, Lệ Thu có đơn, okay. Một Mỹ có đơn ok, Bé Sáu có đơn ok, Nguyễn Thủy có đơn. Nhưng mà không có số điện thoại không có đơn đâu. Phải có số điện thoại nhá. Ok, cho tiếp tục ạ. Đưa ra đây em này. Giấy ạ. Giấy cao các bạn, giấy ăn cao các bạn. Giấy ăn cao các bạn bán bao nhiêu? À 250 ạ. 240.000 đồng ạ. Các chị ơi, giấy ăn cao cấp 240k, nó là hàng của Việt Nam Airlines. Hàng của Việt Nam chuyên bán ở trong các siêu thị lớn ạ. Lên đơn là giấy ăn cao cấp và kèm theo số điện thoại. Giấy ăn cao cấp và kèm theo số điện thoại đây. Một bịch của nó đây ạ. Một bịch của nó là 1 này, 2 ạ, 3 hả? 12 gói chơi. 12 gói 240k tặng các chị 99.000 đồng. Các chị có đèn giấy ăn cao cấp ạ, hàng Việt Nam Airlines ạ. 99k 12 bịch. Tặng cho 12 bịch không đồng. Cái này em tặng được 10 chị thôi nha, đúng 10 chị được tặng ạ. Cái này em còn có 10 số thôi ạ. 99k 12 gói, tặng 12 gói không đồng. Xin phép cả nhà mình ơi, em tặng cho 10 chị thôi nhá. Cái này của em tổng 24 gói 99.000 đồng cho em. Đấy cho giấy ăn cao cấp hàng Việt Nam Airlines của hãng hàng không. Siêu dai và không có hóa chất. Cái này là giấy nguyên sinh, giá bán của nó là 240. Nhưng mà vì ngày hôm nay là ngày trung tâm thương mại đang xả hàng các chị gái nhá. Được chưa? Giấy ăn cao cấp cho chị nào đây? 99k 10, 12 bịch. Đây là 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cho thêm 12 gói nữa đi. Cho thêm 12 gói không đồng nữa. Là tổng nhận cho em ạ. Vẫn tổng nhận mà 24 gói nhá. Khó chị. Rồi tốt tốt, 10 chị được thôi. Đưa đưa được cơm chị em ơi, chuẩn bị nhá. Rồi chị à, chuẩn bị tiếp tục lên. À chị à, chị gì đây, từ từ đến cái gì nó đến, thử thử lên. À chị Suli có đơn ok, chị giấy ăn cao cấp và kèm theo xuống vậy. Chị ơi, 10 chị đầu tiên rồi ạ. 99.000 đồng 24 gói ạ. Em thề luôn ạ, chưa bao giờ em gặp cái trường hợp này ạ.
sao mà đông người thế này mọi người ơi. Giấy ăn cao cấp em ơi còn nồi cơm ạ. Xả nồi cơm ạ. Xả đúng rồi. Xả nồi cơm kèm số thôi. Chưa bao giờ cái nồi cơm này. Ở đây nó bán tận là gì ạ? 2,7 triệu một cái nồi cơm. 2,7 triệu một cái nồi cơm liêu. Xả nồi cơm liêu, được chưa? 2,7 triệu. Nhưng hiện tại cái mẫu này nó chỉ còn có 4 cái thôi. Có đúng 4 cái này thôi cho 4 chị thôi nhá. 4 chị được giảm giá 90% luôn. Xả nồi cơm liêu, nồi này dành cho nhà mình đông người, 1,8 lít ạ. Xả nồi cơm liêu. Mẫu này còn có 4 cái, nhưng mà các chị yên tâm em sẽ lên mẫu khác nữa cho mọi người để mọi người được. Tại vì có 4 cái thôi. Ai nhanh tay thì được nhá. Ai nhanh tay và thả tim em cho đơn. Ai nhanh tay thì được, thả tim em cho đơn. Xả nồi cơm liêu không cần phải đọc tên. Cứ lên đơn có 4 cái thôi. 4 cái này chị nào may mắn thì được ạ. 2,7 triệu tặng cho các chị chưa đến. Bây giờ như này, cho em số điện thoại. Cho em số điện thoại, nồi cơm liêu nóng xịn lắm chị ơi. Hàng nồi cơm liêu này cực kỳ xịn sò. Nên đơn xả nồi cơm liêu kèm số điện thoại. Không nói nhiều. Em thề luôn ạ, 750 luôn. 540.000 đồng miễn cước vận chuyển. Em chỉ chốt được có 4 chị thôi nhá. Nồi cơm liêu ạ, 540k miễn cước giao hàng. Chỉ cho đúng 4 chị ạ. Nồi này đang bán ở trung tâm này là hơn 2 triệu, được chưa? Nhưng chỉ có 4 cái thôi nhá, có đúng 4 cái thôi ạ. Hàng được bảo hành nối 1 đổi 1 ạ. Xả nồi cơm liêu comment ạ. 540k miễn cước vận chuyển, được chưa? 4 chị được thôi nhá. Hàng này của em là hàng dày đó. Hàng này chỉ bán được tại các siêu thị thôi. Hàng này chỉ có tại siêu thị mới có thôi, còn các ở nơi khác không có được ạ. Nó là nồi siêu dày, đắt tiền nhất luôn. Ok chưa? Được chưa? Quan trọng nhất các chị nhìn cái thành nồi này, nó dày chưa? Nồi 1,8 lít ạ. Comment nói là nồi cơm liêu, xả nồi cơm liêu ạ. 540.000 đồng miễn cước cho 4 chị thôi ạ. Hết hàng rồi. Nồi này cực kỳ đỉnh cao dày lắm em ơi ạ. Chị ơi đây là nồi chống dính ạ, 1,8 lít ạ. Em đọc tên ai người có nhá. Bây giờ em xin phép em đọc tên để lại số điện thoại em cho đơn cho mọi người. Thanh Mỹ nồi cơm liêu ạ. Một nồi cơm liêu này. Trời ơi, toàn nồi cơm liêu tôi kìa. Trời ơi, toàn nồi cơm liêu cho chị em ơi kìa. Chị Giang Điệp ơi, chị chưa được nồi cơm liêu à? Thôi đây, ưu tiên cho chị Phượng Hoàng một cái nồi cơm liêu. Chị Giang Điệp một cái nồi cơm liêu này. Chị ơi, nồi cơm liêu nấu thì cực kỳ là ngon. Chính vì thế nồi này mới 2,7 triệu. Mà ngày hôm nay được sale với giá 540 miễn cước cho em. Chỉ tại duy nhất tại livestream này là hết hàng. Không còn hàng nữa đâu. Nhận đơn có 4 chị thôi nhá. Giang Điệp có rồi, ok. Nồi cơm liêu cho chị Xí Nhật rồi. Nồi cơm liêu cho chị Lâm Nhật. Ok, trời ơi, nồi cơm liêu kìa. Toàn nồi cơm liêu thôi. Trời ơi kìa, đúng rồi. Toàn nồi. Em nhắc lại một lần nữa, em nhận đơn cho các chị 10 giây cuối cùng. Em nhận đơn 10 giây cuối cùng. Chị nào vào nhanh thì có đơn ạ. Để lại số điện thoại, ok chưa? 540.000 đồng miễn cước vận chuyển. Nhận hàng, kiểm tra hàng thôi. Rồi cái gì? Ok chưa? Nên đơn cho ra ra đi một thằng ra đây. Ok chưa? Rồi các chị nên đơn cho nồi cơm liêu. Kèm số điện thoại. Em nhận đơn mọi người. Ủa rồi, shop này bán rẻ quá. Tại nhà mình ở đây là Thanh Lý rồi các chị nhá. Nồi cơm liêu kèm số điện thoại em qua mặt luôn ạ. Số chốt đơn nhà là Lê Diệp đây ạ. 0767 486 486. Các chị vui lòng chụp màn hình là lưu số điện thoại bên em lại. Lưu ý giúp em nhá. Tránh trường hợp bị lừa đảo. Bên em chỉ có một số chốt đơn này thôi. Không chuyển khoản ạ. Hàng đến nơi cắm thử điện thanh toán tiền và được bảo hành nỗi một đổi một. Số chốt đơn bên em đây ạ, 0767 486 486. Thôi hãy lên lên chuyên đứng đây. Ok chưa? Nào ok chưa? Qua mà em tiếp tục đi. Nên đơn cho mặt tiếp theo ạ. Kem đánh răng ạ. Các chị cho mỗi chị một kem đánh răng. Được chưa? Nọ này nọ to à? Nọ kem đánh răng nọ to này xả chị ơi. Được chưa? 115.000 đồng. Nọ bé 1,15 à? Nọ to bao nhiêu? Thôi bé rõ bé như nhau đi. Nên đơn ạ, kem đánh răng và kèm theo số điện thoại. KDR kèm số điện thoại. Nọ kem đánh răng này nọ bé ạ. Nọ bé là 115.000 đồng. Và đây là em đang cầm trên tay là nọ to gấp đôi luôn. Thì thôi, to em cũng cho và bé cũng cho bằng nhau luôn. Ok chưa? Em tặng mọi người KDR kem đánh răng ạ. 99.000 đồng luôn ạ. Cho luôn hẳn hai luôn, được chưa? 99k cho hẳn hai nọ to luôn. Cho luôn họ to không cho họ bé cơ, được chưa? Kem đánh răng ạ, siêu trắng răng của Thái Lan. 99.000 đồng hai nọ. Mà thôi hôm nay xả hàng đúng không? Cho thêm một hộp không đồng em ơi. Ok chưa? Các chị ơi, cho thêm 5 hộp luôn ngày mai ạ. KDR kèm sống vậy. 99.000 đồng 1 2 3 4 5 luôn mọi người ơi. KDR em chỉ nhận đơn trong vòng 30 người thôi nhá. Nên đơn đủ đồng giá rẻ chưa? KDR kèm sống vậy. 99.000 đồng 1 ạ. Vào đơn nhanh là có đơn ạ. À chị nhận được kem đánh răng rồi, thích lắm Diệp ơi. Hôm nay để phần chị nhá. Hôm nay được tặng 3 tip không đồng ạ. Tất cả những chị nào vào đơn ngày mai được tặng 3 tip không đồng ạ. 99k mọi ngày các chị mua được một đúng không? Mà hộp bé đúng không? Hộp này hộp to. Hộp này to gấp đôi hộp mọi khi ạ. Hộp này hộp to gấp đôi luôn ạ. 99k. Em gửi tặng 3 hộp không đồng ngày hôm nay. Bây
Bây giờ em xin mời với chị vào đơn em đọc tên này. Chị Suli có tặng 3 hộp này, chị Một Mỹ có tặng 3 hộp này, chị Hà Thoa Điểm có đơn ok này, KDR kèm sống bọn. Em đọc tên ai người có nhá. Được chưa? Chị Hoa Hồng Gai có đơn này, chị Nguyễn Kỳ được tặng 3 này, 5 hộp tất cả có thanh toán có 99k thôi. Tiếp tục ok chưa? Nên đơn KDR này. Các chơi xả nồi. Xả nồi 2 triệu kèm sống bọn. Xả nồi 2 triệu. Xả nồi 1 triệu 8 cái này chưa đến 2 triệu. Xả nồi 1 triệu 8 kèm sống bọn. Mấy chục nghìn đồng thôi mọi người ạ. Các chơi xả nồi 1 triệu 8 kèm xuống thoại ạ. Các chơi, các chị con này, xả nồi, săn nồi tiền triệu kèm xuống thoại đi. Săn nồi tiền triệu, cái này chỉ còn tầm 7 gái thôi. Săn nồi tiền triệu, 1 triệu 8, nhưng bây giờ tính có mấy nghìn đồng thôi. Các bác lên đơn cho em ạ, săn nồi tiền triệu kèm xuống thoại. Con nồi này nó là đa năng, nấu nẩu này, đây này đang bán là 1 triệu 8, được chưa? Bây giờ sale xuống này, chị ơi săn nồi tiền triệu nhá. Cái này chốt được tầm 8 chị thôi, được chưa? Săn nồi tiền triệu. Con này mà các chị về ăn nẩu thì thôi. Ôi giời ơi, thôi chết tôi rồi. Cắm điện vào mà ăn nẩu. Ngày Tết các chị ạ, ngày thường hay ngày Tết, ngày lễ. Các chị cắm vào cho em mấy cái nồi ăn nẩu đúng không? Các chị comment xăng nồi tiền triệu kèm xuống vậy. Chiên, xào, rán, hấp đều được. Ngày hôm nay kỷ niệm cả nhà mình. Con này xăng nồi tiền triệu. Số điện thoại. Được chưa? Số điện thoại. Bắt đầu em nhận đơn. Không nói nhiều. Bao nhiêu? 1 triệu 8 tặng các chị ạ. 500 mấy. Tặng các bác 490.000 đồng chị ơi. Các chơi săn nồi tiền triệu. Không có săn nồi tiền triệu em không chốt được đâu. Săn nồi tiền triệu nha, phải comment là săn nồi tiền triệu. Thiếu một chữ không có đâu. Được chưa? 400 bao nhiêu? 490.000 đồng. 199.000 đồng cho em các chị ơi. 199k. 189.000 đồng cho em. 189.000 đồng chốt cho 8 chị ngày hôm nay. Em cho quà không đồng nữa này. Được chưa? 189.000 đồng. Con này xịn lắm luôn. 189k, nhanh tay hộ em. Em đang đứng tại trung tâm thương mại điện máy các chị ơi. Cho thêm một cái vỉ này nữa. Các chị ơi, 189k em thề luôn, không chốt nằm con cửa hó luôn. Được chưa? Bây giờ em sẽ các chị cho chị hai cái luôn nhỉ. Rồi bây giờ như thế này, không được hai cái đâu. Các chị comment săn nồi tiền triệu vào đơn hộ em. Vào đơn là có đơn, để lại số điện thoại là có đơn nhá. Săn nồi tiền triệu ạ. Con này là say to ạ. Nếu chúng ta muốn xào, muốn rán, muốn chiên, muốn nấu canh đặc biệt ăn nào. Ăn đầu con này thì tuyệt vời ạ. Em tặng luôn con này luôn, em tặng cả cái vỉ này nha, không phải mua đâu. Được chưa? 189 đồng. Các chị mua hàng ở trung tâm thương mại là hàng xịn rồi. Được chưa? Hàng thương hiệu rồi. Hàng này là hàng thương hiệu, nó không giống như cái hàng mà hàng gia công mà các chị mua đâu. Hàng này em đang đứng tại siêu thị điện máy cực kỳ to lớn nhất luôn, ok chưa? Rồi em chốt đơn này chỉ có 8 cái thôi. 189k tặng cả cái này luôn. Được chưa? Về ăn lẩu ạ. Ví dụ ngày lễ, ngày Tết, ngày gì đấy chúng ta có con cháu đông thì làm cho em hai bàn lẩu hoặc là ba bàn lẩu, cho chị hai cái luôn, cho chị Một Mí hai cái đi. Ưu tiên cho chị đi bởi vì bài đầu tiên bà vào luôn. Ok, Một Mí được hai cái rồi nhá. Rồi chị Thanh Oai có đơn ok. Con này săn nồi tiền triệu kèm cho công nữa không? Săn nồi tiền triệu kèm số loại 179.000 đồng lại còn được tặng cả con này nữa. Nhung Kim có đơn. Chị ơi, nồi ví dụ ngày lễ, ngày Tết hoặc là ngày ngày gì đó nhà mình có việc ăn mấy cái nồi nẩu thì làm hai cái cho em. Để cho cố gắng săn nhá. Chị Xuyên Lê có đơn, Kim Nhung có đơn ok. Săn nồi tiền triệu kèm phóng vào em. Rồi ạ, xả lỗi bếp từ. Bếp từ này còn mỗi 3 cái thôi. Bếp từ này của em là hàng của công ty. Nó là 2 triệu rưỡi ạ. Bếp từ 2 triệu rưỡi ạ. Các chị comment xả bếp từ kèm phóng vào. Bếp từ xả nhá. Xả bếp từ chỉ có 3 cái thôi. Được chưa? Các bác lên đơn là xả bếp từ kèm số điện thoại. Các chị ơi, 3 chị được chốt đơn rẻ như cho. Rẻ như cho, xả bếp từ kèm số điện thoại. Được chưa? Bếp từ này chỉ có đúng 3 cái thôi. Bác nào vào đơn nhanh thì được ạ. Đây là dòng bếp từ của Zipline, hàng chuẩn nội địa luôn, hàng của công ty. Các chị biết nó toàn bán cả triệu mấy, 2 triệu mấy thôi. Được chưa? Nhưng bây giờ các chị ạ, săn nồi tiền triệu kìa. Ôi ôi, chị Thành Lê có đơn ok. Chị Thúy ơi ok, chị gái luôn ạ. Chị Milet có đơn ok, chị gái đơn săn nồi tiền triệu ạ. Cả nhà mình comment cho em đã là gì ạ? Xả bếp từ kèm sống vậy. Riêng bếp từ ngày hôm nay. Các chị ơi, các chị ăn nẩu à, các chị ơi. Điều khiển hết bảng điện tử cho em. Bếp từ bao nhiêu tiền Diệp ơi? Bếp từ này còn mấy cái, có 3 cái nhỉ? Em tặng mỗi chị một cái nồi 1 triệu rưỡi. Ngày hôm nay em tặng mọi người 480.000 đồng. 480k. 480.000 đồng một cái nồi. Có 3 chị đúng không? Em cho một cái nồi này 300.000 đồng. Được chưa? 480k và cho một cái nồi này không lấy tiền. Nồi đấy 300.000 đồng rồi. Chỉ có 3 người được thôi nhá. Đúng 3 chị được nhá. Hàng có bảo hành ạ. Hàng này được bảo hành 1 năm luôn. Bảo hành 1 năm nối 1 đổi 1 luôn ạ. Rồi ok, nhận hàng kiểm tra. Vì hàng này hàng toàn bộ là hàng của công ty. Hàng có hóa đơn đỏ đầy đủ nhá các chị nhá. Nên đơn bếp từ ạ. Chị ơi, các chị phải mua những cái hàng có giấy tờ, có hóa đơn. Chứ các chị mua cái hàng trôi nổi không ai nhìn lại. Người ta đang bán ở trung tâm điện máy như thế này. Được chưa? Ok chưa? Bếp từ này bán có 3, 480k còn tặng một
cái nồi, nồi này 300 nghìn đồng rồi. Ok, Suli một bếp từ tặng nồi ạ. Rồi chị ạ, bếp từ, có mẹ là bếp từ tặng nồi đi ạ. Bếp từ tặng nồi, đọc như thế em cho đàng hoàng đi cho là bếp từ cho gì ạ. Các chị các bạn bếp từ tặng nồi nhá, phải có chữ bếp từ tặng nồi, nhớ chưa. Bếp từ tặng nồi kèm xuống thôi ạ, nhớ chưa. Bếp từ tặng nồi kèm xuống thôi, em nhận đơn mọi người, không có chữ tặng nồi là không có đơn đâu. 480 đồng một cái ạ, tặng luôn cái nồi không đồng ạ. Rồi nhớ comment bếp từ tặng nồi kèm xuống thôi em nhận đơn. Bếp từ tặng nồi trời ơi rẻ chưa. Ôi rồi Nguyễn Tư một cái này. Ok đào gì chị đào đâu một cái bếp từ tặng nồi săn nồi tiền triệu kìa. Ui dã man phạm mà có đơn bằng đơn dã man. Ui rồi ôi các chị ơi, em cuộc đời chưa bao giờ nhìn thấy đơn hàng kiểu này. Bếp từ kìa. Ui rồi bếp từ nhiều người nên nắm chứ chị ơi. Bây giờ thì chẳng khả năng là không còn bếp từ rồi. Bếp từ cho chị Phạm Tuyết này. Bếp từ ôi toàn là Nga Phạm có đơn ạ, Hoa Nguyễn có đơn ạ, Phạm Tuyết có đơn ạ. Ôi rồi bếp từ kìa, thu thổ. Trời ơi cái nồi không đã 300 nghìn đồng rồi. Cái nồi không đã 300 nghìn đồng bán đơn này. Khủng khiếp cho em mới qua mà em ơi. Trời ơi sao xuất bán rẻ thì không phải là em. Không phải hàng của em mọi người ạ. Hàng này tại trung tâm siêu thị điện máy lớn nhất miền Bắc người ta sale hàng mọi người ạ. Có ghế không có đây trời. Bếp từ nhá. Bếp từ Nguyễn Hậu có đơn ok chị gái luôn ạ. Rồi ui dồi. Cái này không phải hàng của em. Mà hàng em đang đứng tại trung tâm siêu thị điện máy lớn nhất miền Bắc luôn mọi người nhìn chưa. Giá rẻ cực kỳ luôn. Các bác lên đơn ạ. Bếp từ kèm xuống thoại nhá. Các chị có thể đến tận đây các chị thấy cũng được. Ok chưa? Nên đơn ạ. Đến tận đây tí nữa nhá. Em đọc địa chỉ cho các chị. Rồi ok tiếp em ơi. Nhanh em ơi, nhanh cái rồi. Nên đơn này ui dồi. Cho mỗi chục chị một túi này. Xả vải đúng chưa? 100 nghìn mấy? 100 nghìn hai túi ạ. Nước xả vải comment xả vải Thái và kèm thao xuống thoại em. Xả vải Thái kèm xuống thoại. Các chị ơi, xả vải Thái đúng không rồi. Xả vải Thái kèm xuống thoại em ơi. Em đọc cho chị cái. Xả vải Thái nên đơn cho em xả vải Thái và kèm xuống thoại cho em ạ. Bao nhiêu tiền một túi ạ? Chị ơi, 99 nghìn đồng một túi như này, hôm em xả cực rẻ cho các bác luôn ạ. Các chị ơi, từ từ tin vui này, tin vui, tin vui. Tin vui cả nhà mình ơi, xả vải Thái ạ. 99 nghìn đồng. Ngày hôm nay tặng 2 túi không đồng. 2 túi không đồng, trời ơi. Cho luôn 3 túi đi em ơi, 6 túi đi, phải tiền của mình đâu. Người ta nhờ xả mà. Các bác ơi, xả vải Thái kèm xuống vậy. 99 cả 6 túi luôn nhá. Được chưa? Hôm qua sao bán có 3 túi thế chưa bơi ạ? Đúng rồi, tối hôm qua em còn bán có 6 túi, có 3 túi thôi. Tối hôm qua em vẫn bán có 3 túi. Được chưa? Hôm nay là 6 túi. Lên đâu cho em xả vải Thái và kèm xuống vải cho em ạ. Hôm nay em tặng cho bác 99 nghìn đồng 6 túi luôn ạ. Trời ơi, nhanh nhá. Rồi chị Thoa Diễm có đơn rồi, chị Thoa Diễm có đơn ok chị cả đơn. À Nguyễn Hoa có đơn ok, xả vải Thái 99 nghìn đồng 6 túi qua nè em ơi. Nào nhanh tay rồi ạ. Nên đơn là hạt nêm còn không cho chị 10 cân. Nên đơn xả vải Thái và lên số thoại bắn đơn kìa đúng rồi. Chị ơi, dạ ơi còn một ít thôi nha, xả đơn đi chị ơi. Dạ mà ăn chưa kìa, chị Tóc Kiều ơi kìa. Hôm qua mình bán có 3 túi đúng rồi, chị hôm qua bán là 50 nghìn đồng. Nhớ chưa? 1 túi, 2 túi, nhớ chưa? 3 túi là 100 nghìn đồng, hoài là 99 nghìn đồng 6 túi luôn. Nhớ chưa? Rồi chạy mình vào đơn cho em bao nhiêu ạ? Cho hạt nêm kèm số thoại của em. Cho hạt nêm và kèm theo số thoại. Từ từ bình tĩnh này, đúng rồi mới đưa tất cả nồi chiên chị em ơi. Hạt nêm bếp Việt kèm số thoại. Nhận hàng nhớ kiểm tra hàng cho em với ạ. Nhận hàng nhớ kiểm tra hàng. Hạt nêm bếp Việt kèm số thoại. Các chị vào đơn này. 175 nghìn đồng. Chị nào vào đơn nhanh, hiện tại bây giờ chỉ còn có 5 thùng thôi. Có 5 thùng ở siêu thị điện máy đang sale được chưa? Siêu thị các chị lên đơn cho em đã là gì ạ? Hạt nêm bếp Việt kèm số thoại. Em cho quả mọi người 175 nghìn đồng. 175k đúng không? Chị ơi các chị phải ăn hạt nêm bếp Việt này, nó mới chuẩn chỉ. Hàng chuẩn, đừng ăn mì chính ạ. Không nên ăn bột ngọt, nguy hiểm. Hạt nêm bếp Việt là 175.000 một cân, không phải là 4 nặng đâu nha. Các chị đừng nhầm, đây là một cân luôn. Ngày hôm nay cho luôn một cân không đồng, 139.000 đồng kìa. 139k một cân. Cho mỗi chị một cân không đồng. Mà thôi hôm nay ta xả hàng tại siêu thị có phải tiền của em đâu ạ. Người ta phải mời em đến đây em xả hàng. 139 nghìn đồng cho 3 cân luôn. Lên đơn cho em hạt nêm bếp Việt kèm số điện thoại cho em ạ. 3 cân nhá. 100. Rất là nhiều chị đang bì thị, tại sao hôm qua bán cho chị có 2 cân. Hôm nay cho luôn 1 cân không đồng luôn ạ. Hạt nêm bếp Việt. Các chị mua về ăn này, mua về đi biếu ạ. Và em nói lại một lần nữa, chúng ta không nên ăn mì chính ạ. Không nên ăn bột ngọt ạ. Tối hôm qua chị mua có, chị mua 10 cân mà được tặng có 1 túi thôi. Ôi giời ơi chị ơi, thôi cho chị thông cảm giúp em. Hôm nay là người ta đang nhờ em xả, người ta có mấy thùng thôi. Thì thôi các chị thông cảm vậy, không bằng lòng vậy. Chứ bây giờ em bán đã rẻ rồi. Được chưa, đây là người ta xả thì em xả nhanh thôi. Được chưa, chị Nguyễn Thị Lài có đơn ok. Chị gái nó chị Khả Vi có đơn ok. Hạt lên cái việc cần nữa. Chị 139 nghìn đồng. Một cân ạ, cho thêm cân nữa. Cho thêm cân nữa, 3 cân luôn ạ. Nhận đủ 3 cân cho em, đây là hạt lên cực kỳ siêu ngon. Em chốt đơn cho chị Thùy Dương ạ. Em chốt đơn chị Thanh Đỗ ạ. Em chốt đơn cho chị Hoa Nguyễn hạt lên ạ. Chốt đơn cho chị Thỏ Trắng ạ. Cho chị Thanh Dung đến 6 túi hạt lên luôn ạ. Chị Hoàng Yến ơi, chị Tâm An đến 6 túi hạt lên ạ. Và chị Phạm Hương ok hạt lên bếp này.
Ôi dồi ôi, tôi chết rồi các chị ơi. Vỡ trận rồi, thôi hết rồi. Hết. Không nhận đơn nào đây em ơi. Nồi à, có xả nồi chiên. Thanh lý nồi chiên. Trời ơi, cái nồi chiên này đẹp kinh khủng mà của Nhật chị ơi. Em ơi, lần đầu tiên em nhìn thấy con nồi chiên này. Lần đầu tiên em được nhìn thấy con nồi chiên này mọi người ơi. Tại vì bình thường em chỉ bán cái loại vừa vừa tiền thôi, không dám bán cái loại là 3, 4 triệu, 5 triệu cả. Nhưng mà đây ạ, lần đầu tiên ạ, cái này nồi chiên này có 10 con ạ. À, có 8 cái à? Có đúng không? Có mấy cái? Còn 9 cái chị ơi. Có 9 cái nồi chiên thôi. Các chị con nào, xả nồi chiên cao cấp ạ. Mà nồi chiên này to gấp đôi giá mọi, to gấp đôi mọi khi em đang bán cho mọi người nhá. Nên đâu ạ, nồi chiên cao cấp ạ. Chị ơi, lần đầu tiên em nhìn thấy con nồi chiên này. Cả nhà mình ơi, có 8 cái và 9 cái nồi chiên này. Cố gắng phân bằng được nhá. Tại vì sao? Cái nồi này nó còn có công dụng thay cho cả cái nồi vi sóng luôn. Ok chưa? Nồi chiên Camel của Nhật được bảo hành, nói một đổi một, hàng đến nơi cắm thử điện. Và lưu ý giúp em, không có chuyển khoản kẻo bị lừa. Được chưa? Đưa giấy này đây nhá. Nên đơn xả nồi chiên. Em ơi, nồi chiên cao cấp mà người ta đang bán tại siêu thị lớn luôn, điện máy ạ. À, có 2.8 triệu thôi. Có 2.8 triệu hôm nay xả cho mọi người 540.000 đồng. Được chưa? 540k mà nồi to gấp đôi mà khi em bán nhá. 540.000 đồng miễn cước vận chuyển cho em, miễn phí ship vận chuyển. Em chỉ chốt đơn được 9 chị thôi, thông cảm cho em. Nồi chiên này có cả công dụng thay cho cả nồi vi sóng luôn. Mà bình thường là 2.7 triệu, 2.8 triệu, hôm nay có 540 miễn cước vận chuyển. Chị ơi, đây là tại trung tâm thương mại người ta đang xả hàng ạ. Xả hàng dọn kho mọi người nhá. Được chưa? Đây ạ, nồi này được bảo hành. Rồi các chị vào đơn cho em ạ. Xả nồi chiên cao cấp ạ. 540 còn miễn cước cơ. Hàng đến nơi cắm thử điện, không chuyển khoản nhá. Được chưa? Và số điện thoại chốt đơn bên nhà Lê Diệp, các chị lưu ạ. 0767 486 486, các chị lưu ý chụp màn hình lại để tránh bị lừa đảo ạ. Các chị ơi lưu ý nhá, tránh trường hợp bị lừa đảo không có chuyển khoản nhá. Bên em chỉ có một số chốt đơn duy nhất, 0767 486 486. Ngoài ra là giả mạo mọi người nhá. Bắt đầu chốt đơn nổi trên. Bắt đầu nhá, bắt đầu em lấy 2 cái chị ơi ạ. Từ từ em đọc tên này cho chị 2 cái ạ. Thanh Quân 12 cái nồi chiên ạ. Nồi chiên này nó có mặt kính ạ, đây là bản mới nhất ạ. Bản mới nhất nhá, nồi chiên này có mặt kính ạ. Khi chúng ta chiên con gà 3 cân, 4 cân cho vào đây là các chị nhìn từ bên trong ạ. Nhớ nhá, đây này, nồi chiên này nó có mặt kính ạ. Còn nồi chiên bình thường không có mặt kính đâu nhá. Con này 12 lít luôn. Con này hẳn 12 lít luôn nhá. Con này là 12 lít luôn mà mặt kính ạ, mặt kính toàn bộ. Được chưa? Rồi bắt đầu cho đơn cho chị ạ. Nguyễn Lan một nồi này, Phương Hoài thì 2 cái nồi ạ. Rồi ok chị gái luôn ạ. Nồi chiên kèm số điện thoại. Ok chị Kiên ạ. Chị ơi, đây là nồi chiên này nó có mặt kính ạ, hàng cao cấp mà 12 lít luôn. Ok, là nồi 12 lít ạ, được bảo hành ạ, đến nơi cắm thử điện ạ. Và tuyệt đối không chuyển khoản nhá. Và shop nhà Lê Diệp chỉ có một số chốt đơn duy nhất, 0767 486 486. Các chị chụp màn hình và lưu số điện thoại bên nhà Lê Diệp vào. Ok, nhắc lại một lần nữa, nồi chiên Camel của Nhật được bảo hành 12 lít ạ. Chiên được cả con gà mấy cân luôn mọi người nhá. Rồi em chốt đơn cho chị Lệ tiếp có đơn. Ok chị gái luôn ạ. Comment số điện thoại em mới đọc tên ạ. Không comment số điện thoại em không đọc tên ạ. Và nồi này nó có hai màu ạ. Có màu đen và màu xanh. Màu xanh 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 đen, đúng như nó ná ná giống nhau chị ạ. Em không chọn màu được cho mọi người. Nên đơn cho em mã là gì ạ? Xả nồi chiên. Được chưa? Hoặc là nồi chiên cao cấp là được. Rồi chị một mí một nồi, chị ơi, nồi 12 lít. Nồi 12 lít với giá là không thể đệm được ạ. 540.000 đồng. Ok chưa? Miễn cước vận chuyển. Ok chưa? Cả nhà mình vào đơn nhanh ạ. Em nhận đơn đúng 10 giây thôi. Em nhận đơn đúng 10 giây, chị nào được thì được ạ. Không được thì thôi, em cũng chịu vậy. Đây là hãng Camel của Nhật chứ không phải cái loại thường. Cái loại bình thường thì em nói làm gì? Được chưa? Ok chưa? Đúng rồi, 12 lít ạ. 12 lít được bảo hành, kiểm tra hàng, không chuyển khoản cho em. Được chưa? Đã bảo rồi, em đang đứng tại trung tâm thương mại lớn nhất miền Bắc luôn. Ok chưa? Em đang xem xả nồi chiên được kèm số điện thoại. Ok, cho em xả cho các bác chị giá 540.000 đồng. Ôi trời ơi, rẻ quá các chị ơi. Nồi chiên này em là nồi chiên size đại luôn ạ. Size đại, size to đùng ý mọi người ơi. Nguyễn Huế có đơn ok này. Ui thôi, không nhận đơn nữa đâu. Đông người quá mọi người, em xin đấy. Em xin mọi người. 540 đúng rồi ạ. 540 được kiểm tra hàng, miễn cước vận chuyển đến tận nơi cho em nhá, qua mã nhá. Rồi, đứng trên đây chụp ảnh màn hình này cho em. Là số chốt đơn đâu mày đưa đây? Mày đưa đây. Nhanh lên, ok chưa? Đây. Số chốt đơn của bên em đây. Được chưa? Loa. Các chị ơi, số chốt đơn nhà bên em 0767 486 486. Các chị làm ơn chụp màn hình lại cho em ạ. Lưu số điện thoại nhà bên em. Lưu số điện thoại vào có quà nhá. Ai lưu số điện thoại này vào em cho quà không đồng luôn. Ok chưa? Ai
ai lưu số điện thoại này vào em cho quà không đồng. Nhớ nhá, báo nhân viên là chị lưu số điện thoại rồi có quà không đồng luôn. Ok chưa? Lưu số điện thoại vào có quà không đồng em ơi. Nhanh 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 nhanh. Rồi tiếp em ơi, nhanh nhanh nữa nào. Tiếp đặt này. Ôi trời ơi, chết rồi. Chả là còn không em ơi ơi. Nên đơn quà đi em ơi. Nên đơn là cho em mã này gì ạ? Nên đơn đổi em ơi. Nên đơn cho em mã này mã gì ạ? Ui giời ơi. Nên đơn cho em mặc quà kèm số điện thoại. Quà kèm số điện thoại, mỗi chị một hộp 250 ạ. Mỗi chị một hộp 250 ạ. Xin phép cả nhà mình con này thạch thạch dây dây đâu còn không nhỉ. Nên đơn quà kèm số điện thoại thôi cái này. À, cái này là được trung tâm thương mại tặng cho mọi người. Tặng cho mỗi chị một hộp quà kèm số điện thoại. Đây là một hộp trà là. Hộp trà là được bán với giá là 270. Ăn cực kỳ tốt ạ. Và tốt cho sức khỏe, tốt cho những người bị xương khớp nhá. Comment máy là quà, trời ơi. Quà nhá, tất cả các chị comment là quà. Hoặc là comment là trà là, quà trà là kèm số điện thoại. Trà là kèm số điện thoại thôi. Các chị comment không comment là quà đi. Các chị comment tặng trà là kèm số điện thoại. Tặng luôn, được chưa? Cái này là của trung tâm thương mại, có nhờ em đến đây xả hàng thì có gửi quà đến cho mọi người. Comment là trà là, quả trà là kèm số điện thoại. Trà là, quả trà là kèm số điện thoại 270.000 đồng. Tại duy nhất tại livestream ngày nay chị nào comment nhanh thì được quà 270k. Cái này hàng được nhập khẩu tại Ấn Độ nhá. Hàng được nhập khẩu cực kỳ tốt cho những người bị xương, bị khớp, bị mệt mỏi, thần kinh không ổn định. Thì các chị lên uống ăn cái này xem. Nó là quả trà là 149.000 đồng một hộp luôn ạ. 149k một hộp ạ. Tặng một hộp không đồng ạ. Rồi ok, cho thêm một hộp này em ơi. Nên đơn cho em ạ, quả trà là kèm số điện thoại, ok chưa? Tặng trà là đúng rồi, tặng hẳn hai hộp luôn nhá. Nhưng mà như thế này, cái này chỉ được tặng được tầm 10 đến 15 chị thôi. Mọi người nhá, thông cảm cho em. Bán đơn kiểu này thì em không có đủ đâu mọi người ạ. Thông cảm cho em. Nếu bán đơn nhiều như thế này là không đủ. Em nhận đơn cho 15 người là chắc chắn luôn ạ. Chắc chắn em đọc tên là có đơn nhá. Em đọc tên người là có đơn. 149k mua 1 tặng 2. Mua 1 tặng 2 tặng trà là cho chị 1 mỹ 2 túi ạ. Một hộp này em là nửa cân ạ. Và nếu như các chị mua ở các trung tâm siêu thị đều bán là 270 mà bây giờ bán 149k. Nếu như các chị mua tại các siêu thị lớn đều bán 270-280. Nhưng bây giờ trên live này em tặng cho mọi người 149k một túi ạ. Cho một túi không đồng ạ. Cho thêm túi nữa là 2. Em ơi ạ, các chị ơi, rồi không cần phải đâu. Nên đơn cho em ạ. Em sẽ tháo rời cho mọi người như thế này. Em sẽ tháo rời ra để hộp nó không bị vỡ. Để các chị có thể ăn này biếu cho em được chưa ạ. Em sẽ tháo rời cái hộp này ra để mọi người về nắp vào để nhỡ la mình có đi biếu. Đi biếu thì nó đẹp ấy, nó không bị bẹp cái hộp rồi. Được chưa nhớ? Ok chưa? Nhớ nhá là em sẽ tháo rời cái hộp ra cho mọi người. Ok chưa? Trà là cho chị Đạo thì lượm tặng chị 2 túi ạ. Ok, Oanh ơi được tặng 2 túi ạ. Đến siêu thị có được không ạ? Đến siêu thị thì 270 một túi ạ. Ok chưa? 270 một túi. Hôm nay các chị ở trên live này được giảm giá 149.000 đồng. 3 túi thôi ạ. 3 hộp này của em là 1 cân rưỡi đã. Rồi ok chị Hương hộ có đơn, ok chị Đá đơn ạ. Rồi chúng ta vào lên trà là kèm số điện thoại, cứ comment trà là. Hương Ngô có trà là có đơn ạ, Thu Thủy trà là có đơn ạ, Hằng Yến trà là có đơn ạ, Phương Trinh 6 hộp trà là luôn ạ. Ui bà đấy 6 hộp luôn ạ. Rồi Đỗ Hoài Thanh ok trà là 149.000 đồng một cân, nửa cân ạ. Cho thêm nửa cân nữa em ơi, cho thêm nửa cân nữa em ơi. Rồi trà là kèm số điện thoại cho em được chưa? Rồi các chị comment là phủ bạc và kèm theo số điện thoại qua mạng hết nào. Dầu gội phủ bạc của Nhật bao nhiêu? Nói giá thì 240.000 đồng. Chị ơi, cái hộp phủ bạc của Nhật có hại, các chị đừng mua cái loại thường nhá. Các chị đừng mua cái loại thường. Ngày hôm nay em có mặt tại trung tâm lớn rồi, thì một hộp phủ bạc này chỉ có 250 thôi, 240 thôi. Mà bây giờ sale có mọi người 88.000 đồng. Dầu gội phủ bạc, chị ơi gội là đen ạ, 88k một chai đen có cả màu nâu. Các chị quất luôn cho em 3 chai vào. Lên đơn phủ bạc Nhật kèm số điện thoại. Cái vấn đề ở đây nó an toàn nhất là nó là dòng thảo dược. Nó an toàn cho da, nó không bị khô sơ gãy rụng và đặc biệt nó không bị nấm da đâu. Được chưa? Phủ bạc Nhật 88.000 đồng, cố gắng sang được 240 đúng không? 240 đây xả 88.000. Ừ. Ôi sao vậy? Nó bảo xả giá gì? Xả 150.